Chào các bạn thân mến, mình là cô Đỗ Bé Bự và bây giờ thì mình đang ngồi ăn trưa. Hôm nay thì cô sếp của mình không báo với mình kế hoạch là mình có đi nhà máy hay không, cho nên là mình cũng không mang cơm đi làm, nhưng mà mình vẫn để chắc ăn 50%, cho nên là mình vẫn chuẩn bị mang đi một ít thức ăn. Thế và vì ở đây có bếp cho nên là nếu trong trường hợp mà mình không mang cơm nhưng mà mình vẫn có một chút thức ăn thì mình có thể nấu úp một bát mì. Mà nếu mà làm một bát mì không người lái thì mình sẽ không đủ sức để làm việc vào buổi chiều, và nó thực sự là không tốt cho sức khỏe. Vì thế cho nên là mình vẫn còn kịp mang đi một ít đồ ăn. Thế và đến nơi thì cô nói rằng là hôm nay cô không phải đi nhà máy cùng với tôi sẽ đi một mình. Thế và mình ok cô, tôi không cần đi với cô thì tôi ở công ty để tôi làm việc. Thế và mình ngồi ở công ty thì mình cũng chia sẻ một số những cái cách làm việc với lại là bạn làm việc cùng nhóm. Và nói thật là trong cái thời kỳ bệnh dịch, thời gian bệnh dịch như thế này thì làm cái gì cũng khó. Và cô có nói với lại là em Hùng, đó là chị đang viết sách. Thế và Hùng nói là đúng rồi chị ạ, những người như chị thì nên viết sách, và cả cuộc đời chỉ nên viết một cuốn sách thôi, đó là cái cuốn sách gọi là cuốn sách để đời, nó xứng đáng để mình gọi là mình đầu tư tâm huyết vào. Hơn nữa là chị viết chắc chắn là các bạn sẽ rất thích, bọn em sẽ rất thích, bởi vì là tất cả những cái đó đều là những cái trải nghiệm thực tế của chị. Mà em nghĩ rằng những người rất nhiều người sẽ không có được cái sự trải nghiệm đó, bởi vì chị là một người trực tiếp lăn lóc với lại là các nhà xưởng rất là nhiều năm. Thế bạn Hùng vừa đi ăn về. Và mình cũng sáng nay cũng có nói chuyện với lại là một bé, mà bé từ mấy ngày hôm nay thì nói chung là không phải là từ mấy ngày hôm nay mà mình thường xuyên nhận được những cái lời chia sẻ hoặc là những cái lời tâm sự của các bé khi mà các bé đi làm. Thì nói thật với các bạn ấy là mình biết chứ, tất cả những cái điều tủi thân và tất cả những cái ấm ức mà các bạn phải trả, thì các bạn phải tưởng tượng ra là người Trung Quốc ở Việt Nam nó đã nghênh ngang, nó đã khệnh khạng như thế rồi. Thế thì các bạn phải tưởng tượng là cô đã sống và làm việc với người Trung Quốc từng ấy năm, thì những cái điều tủi thân mà cô phải chịu đựng nó lớn đến gấp bao nhiêu lần so với những tủi thân mà các bạn chịu khi các bạn làm việc với người Trung ở Việt Nam. Những người Trung Quốc ở Việt Nam á, là những người nói trắng ra là những người không có tiền. Nếu mà người ta có tiền thì người ta đã không đầu tư lớn ở đây rồi. Mà những cái người mà người ta đã thực sự có tiền ấy thì người ta lại không nghênh ngang khệnh khạng như thế. Cho nên là những gì mà các bạn chịu đựng chỉ bằng một xíu 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 những gì cô đã phải trải qua. Tất nhiên là các bạn bây giờ đang còn rất trẻ. Thế và các bạn cũng gọi là cũng không phải bươn chải nhiều, cho nên là những cái điều gọi là một chút những lời nói kháy, nói khích cũng đủ để cho các bạn bị tổn thương rồi. Thì cô cũng biết mà, Lưu với Tuấn cũng thường xuyên chia sẻ với cô như thế, đó là ngay chính bản thân mình trước kia khi nhiều khi người ta cứ như kiểu ban ơn ấy, đó là người ta cứ đi ăn thế xong sau đó thì người ta nói luôn là ôi nhờ có phúc của tao thì mày mới được ăn những cái món ăn ngon này chứ, bọn mày làm gì có tiền mà mua. Thì mình nói rằng cái giọng nhà giàu này, cái giọng địa chủ này ấy, cái giọng nghị quế này không phải chỉ có người Trung Quốc đâu. Anh em họ hàng nhà cô giàu lắm, họ rất giàu và đều là nghị quế hết à. Có mấy cái giọng em mình nói ở đây, nếu mà các chị xem video của em ấy thì các chị nên cảm thấy xấu hổ. Em nói thật, em méo thích ăn những cái thứ đồ mà các chị cho em ăn, bởi vì nó không thích, nó không hợp. Em chỉ ăn những cái thứ rất là bình dân dân dã, những gì em nấu em thích thì em sẽ ăn. Còn đừng có đem cái giọng nhà giàu ra để mà ui nếu mà em không đến đây thì làm sao cả đời em không bao giờ được ăn. Xin lỗi nha, mẹ đời em trải qua những thứ mà cả đời các chị không bao giờ được phép trải qua. Và các bạn đừng lấy những cái lời nói của bọn địa chủ nghị quế đấy ra làm tổn thương chính mình. Buồn thì buồn một xíu thôi, ai cũng buồn cả, cô cũng như thế thôi. Nghe nó nói những cái lời đấy nó bị tổn thương, nhưng mà hãy để cho những lời nói đó nó là lời nói gió bay. Bởi vì các em buồn với các em khổ và những cái lời đấy thì chỉ làm khổ các em thôi mà. Ví dụ như là cô thường xuyên
Lưu ấy, ngày trước lúc mà Lưu làm cùng thì Lưu hay chia sẻ, Lưu bảo là khi mà bọn em đi dịch cho mấy thằng chủ ấy thì nó cứ hay nói là Việt Nam chúng mày nghèo như thế thì chúng mày đến bao giờ mới được hưởng thụ những cái như thế này, và sau đó thì bố thí cho chúng ta những cái thứ đồ cũ cho nó thải ra. Này xin lỗi, mẹ chúng mày chỉ có thể nói với chúng mày một câu, đấy là các bố không hiểu tí gì về Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta á, hơi bị có số hưởng đấy. Việt Nam là một đất nước mở cửa, cho nên là những cái hàng ngoại, hàng các nước khác dùng đầy. Chỉ có hàng tàu là cái hàng tụi mày thải ra thôi, chứ còn làm sao mà cứ bảo là người Trung Quốc đi đâu cũng bị ghét. Nó là có lý do của nó. Thế vì thế cho nên quay trở về với chủ đề đó là tủi thân đi làm ấy, thì cái lòng tự trọng rất là quan trọng, đương nhiên là như thế rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng luyện cho mình một cái tinh thần thép. Đấy là hãy bỏ qua những cái lời nói, gọi là những cái thói kịch cỡm, tự khoe của mấy thằng tự nghĩ là mình giàu đi. Ví dụ như là có thằng nó mang ra cho mình đi cái gì nhỉ, mấy cái thứ đồ gọi là gì, mấy cái gói lạp xưởng sắp quá đát ấy. Thế xong sau đó giới thiệu, ôi cái này ngon lắm, cái này 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 này, mình nói là ồ cảm ơn, nhưng mà đây là những cái đồ gây ung thư, ông tự dùng. Alo em, ừ ăn gì rồi? Là lâu lâu mới ra đấy thì các cô lại nhớ chị đang quay video. Thế mà nói chung là người ta nói những cái thải ra những cái thứ đồ đồ đều. Thế xong sau đó thì cứ gọi là gì nhỉ, của nhà quan à, của nhà sang à, thì cái gì nó cũng phải là quý hơn cái kiểu dạng. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn hãy xem Hồng Lâu Mộng ấy, đọc Hồng Lâu Mộng ấy. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều. Hồng ơi, em đọc Hồng Lâu Mộng bao giờ rồi? Hả? Hồng Lâu Mộng. Thế có biết Hồng Lâu Mộng không? Nhưng mà em có đọc Tam Quốc không? Trong nói chung là cái cách nói và giọng nói của người Trung Quốc là cách cách nói và giọng nói của kẻ nhà giàu, kẻ cả hơn người, lúc nào cũng có cái kiểu coi thường người ta, cho nên là đôi khi người ta phải bị trả giá bởi vì cái thói hợm hĩnh đó, đó là quen cái thói hách dịch ở với tất cả mọi người. Nhưng mà nói với các bạn là không phải đi đâu cũng hách được đâu, nó tùy từng phạm vi. Ví dụ như cảm giác như người ta là người nhà, người ta hoặc là bạn bè người ta nhường cho. Nhưng mà đi ra ngoài xã hội, ngoài thiên hạ lại vớ phải cái người mà cũng khệnh khạng, cũng cũng tương tự tính như thế là choảng nhau các bạn ạ. Vì thế cho nên là các bạn trẻ mình, cô khuyên các bạn đó là gì? Không phải lúc nào cũng thấy cô cười tươi như thế này là các bạn thấy là ui sao cô ấy sướng thế, số có số hưởng. Cô chả gặp những cái điều như bất hạnh như là chúng ta gặp, hay những cái điều không may như chúng ta gặp. Tôi xin lỗi các bạn, tôi gặp nhiều lắm, gặp rất nhiều luôn. Và có lẽ là tôi cười nhiều bởi vì tôi gặp quá nhiều rồi, trải qua quá nhiều rồi. Thế còn cái chuyện mà người ta nói bạn thế này, sau đó thì bạn buồn, sau đó thì bạn 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 chùn bước ấy, thì bạn cũng hơi kém, gọi là cái nghị lực của bạn là hơi kém, cái chỉ số EQ của bạn là kém đấy. Cho nên là phải cố gắng để luyện cho mình mạnh mẽ lên, và luyện cho mình là mình nghe ở tai bên này thì để cho nó trôi qua ở tai bên này. Bởi vì là mình cứ đau buồn mình cứ, và các bạn nhớ là các bạn đừng cố gắng là đừng kể lể quá nhiều về những cái nỗi buồn. Bởi vì cô nghĩ như này này, khi người ta nói những cái điều làm cho mình khó chịu, mình buồn lần thứ nhất, và bạn để nó trong lòng nó đã rất khó chịu rồi, bạn đi nói với lại là bạn của bạn, thế và cái nỗi buồn đó lại được sống lại một lần nữa. Các bạn hiểu không? Vì thế cho nên là hãy, nếu như có những cái nỗi buồn thì tạm thời để cho nó lắng xuống một thời gian sau. Tất cả các bạn phải hiểu một điều rằng thời gian nó là liều thuốc để chữa lành tất cả các vết thương. Câu này nghe có vẻ hơi sến sủa nhưng mà nó là sự thật. Tất cả những cái gì mà bạn cảm thấy bức xúc, cảm thấy căm phẫn, cảm thấy ức chế, bức bối ở trong lòng, qua một thời gian sau nó sẽ trở nên rất bình thường, rất bình thường, rất bình thường. Cô đã từng trải qua rất nhiều, cho nên là cô biết những điều đó. Không có một cái nỗi đau nào
là vĩnh viễn, và không có một nỗi đau nào nó là cái nỗi đau mà 10 năm sau nó vẫn đau như 10 năm trước được. Chắc chắn không bao giờ như thế. Ví dụ Coco có một cái vết thương ở ngón chân út, nếu như mà các bạn theo dõi các bạn biết rồi. Năm 2018, hè năm 2018 thì Coco vì quá là vất vả cho nên là bị đột quỵ và bị va cái ngón chân út vào cái thành của cái bồn tắm, gãy ngón chân út. Nhưng mà trong thời gian đó thì có liên tục khoảng mười mấy đoàn đến Việt Nam và Coco không thể đi bó bột cái ngón chân út được. Cho nên cái ngón chân út của Coco tòe ra như cái chân gà ấy. Và Coco lê lết cái ngón chân gãy đó đi khắp mọi nơi. Các bạn biết này, Lan Anh đi dẫn đoàn cùng, Lan Anh biết này, Mai Ban đi dẫn đoàn với U, Mai Ban biết này, Phương Ngô này, rồi Thùy Trang này, các bạn đều biết hết. Tiến Anh là người rất thương chị bởi vì Tiến Anh nhìn thấy hết những cái cảnh như thế. Thế nhưng mà đấy, bây giờ 3 năm rồi, đây là mùa hè thứ ba, thỉnh thoảng nó vẫn đau, trái gió trở trời nó vẫn đau. À, và sau cái vết ngón chân gãy đấy là sau nó tự lành các bạn, bởi vì là qua cái thời gian dẫn đoàn xong ấy thì nó tự lành. Em đi nghỉ đi. Thế và bây giờ nó chỉ thỉnh thoảng nó đau, đau nhất nếu như mà trái gió trở trời hoặc là trời lạnh, thì nó không thể đau đớn như cái lúc mà nó mới bị gãy được. Cho nên là cô nghĩ rằng khi chúng ta gặp cái chuyện gì đấy thì chúng ta không nên cứ nhay đi nhay lại, nhay đi nhay lại, mà hãy để cho cái nỗi đau đó nó lắng xuống, cái nỗi buồn đó nó lắng xuống. Một thời gian sau mình sẽ nhắc lại nó như một chuyện cười. Đây là cái nghệ thuật để cho cô khống chế cảm xúc. Cô là một trong những người khống chế cảm xúc rất là tốt. Vì thế cho nên là gặp bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình cứ phải nuốt cục tức vào lòng và mình tìm mọi cách để xả nó ra ngoài. Có bạn kể với, vì cô thường xuyên tập ném phi tiêu mà, thế các bạn nói với cô là chị ơi, chị mà ghét ai ấy, hoặc là chị đang bức xúc với ai ấy, thì chị cứ tưởng tượng ra đấy là cái mặt của họ và mình ném phi tiêu vào đó để cho nó xả stress. Thì tất nhiên đó là một cách mà nhiều người lựa chọn, nhưng mà cô có những cách lựa chọn nó tích cực hơn rất nhiều. Cô sẽ chia sẻ với các bạn trong một clip gần đây. Cảm ơn các bạn, mình xin phép mình phải ăn bởi vì là đã để quá lâu rồi.